quý thầy cô cũng các em học sinh lớp này là xin cảm ơn thầy hiệu trưởng. Tiếp theo là phần trao phần thưởng cho sinh cuối lớp ba, xin mời cô Quang Nguyễn Thảo Nguyên, bí thư chi đoàn, tổng phụ trách cùng giáo viên chủ nhiệm các khối lớp trao phần thưởng cho các em. Giáo viên chủ nhiệm lớp ba cô Trần Thị Xuân Anh. Cô đứng hàng đầu tiên chụp hình lưu niệm với các em, hàng đầu tiên. Cô Vân ơi, đứng hàng đầu tiên chụp hình với em rồi. Rồi các em hàng đầu tiên đã di chuyển xuống sân khấu, hàng thứ hai tiếp tục bước lên trên chụp hình với thầy cô. Đi về lớp luôn đi con. Cảm ơn các cô. Các em xin di chuyển xuống sân khấu bên cánh trái. Lớp 3B tiến lên sân khấu. Giáo viên chủ nhiệm lớp 3B cô Lê Thị Hồng Nhung.